Cho nên chúng ta tin giữ lời này của tổ sư. Lần này tôi ở Hàng Châu, còn đặc biệt đến thăm đạo tràng của Đại sư Ngộ Ích. Phần mộ của Đại sư Ngài vẫn còn, chúng tôi đã đi bái. Cho nên vấn đề này hoàn toàn ở chính mình. Chính mình có sự cảnh giác cao độ, phải thường xuyên đọc kinh, nghe kinh. Không đọc kinh, không nghe kinh thì rất dễ bị mê hoặc. Đây là chính chúng tôi có kinh nghiệm này. Bao nhiêu năm nay, nếu tôi không phải là ngày ngày tiếp xúc kinh điển thì không được. Ngay trong khi du lịch, tôi không thể giảng kinh, mà tôi vẫn giảng kinh không gián đoạn. Tôi tiếp khách, một người cũng được, hai người cũng được. Những điều tôi nói toàn là kinh giáo. Đây là giảng kinh không gián đoạn. Chỉ là không thể giảng kinh cho đại chúng trong phòng thu thôi. Đó là duyên phận mỗi người không giống nhau. Cho nên chính mình đọc tụng. Khuyên người là khuyên chính mình. Chính mình được lợi ích 8/10. Người khác chỉ được 2/10. Đau mồm sát họng khuyên người, lợi ích hầu như là tự lợi. Mặc dù tự tha không phải là hai, nhưng đúng thật là phần tự lợi nhiều hơn. Câu hỏi thứ hai, giảng kinh ở trong phòng thu đương nhiên có thể thông qua Internet, đồng thời tạo phước cho xã hội. Thế nhưng ở Trung Quốc và trên thế giới có rất ít đạo tràng có phòng thu và dạy học trực tuyến từ xa. Mà có rất nhiều người có tâm học tập theo sư phụ thượng nhân. Làm thế nào mới có thể đáp ứng được nhu cầu của đại chúng à? Đây chính là duyên phận của mỗi người không như nhau. Mặc dù duyên phận không như nhau, nhưng nếu thực sự muốn học thì nhất định sẽ được tam bảo gia trì. Đây là chắc chắn. Bởi vì nguyện mà Phật đã phát thì không có nguyện nào là nguyện suông. Từng lời đều thực hiện được rồi. Trong nhà Phật có một câu nói: trong cửa nhà Phật không bỏ người nào. Chúng ta phải tin tưởng điều này. Không có người thầy tốt thì ta ngày ngày cầu Phật Bồ Tát phù hộ. Chỉ cần là chân tâm thành ý thì sẽ thật sự gặp được cao nhân. Không bỏ một ai. Nếu chân tâm mong cầu mà cả đời không gặp được nhân thì chẳng lẽ Phật Bồ Tát bỏ rơi rồi sao? Đâu có loại đạo lý này chứ. Hiện nay chúng ta thông đạt đạo lý này rồi thì chúng ta một chút cũng không hoài nghi. Vì sao vậy? Phật là từ đâu đến? Là tự tánh biến hiện ra. Ta cầu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật đến rồi, là tự tánh Di-đà. Ta cầu Quan Thế Âm Bồ-Tát, Quan Thế Âm Bồ-Tát đến rồi, là tự tánh Quan Âm. Vậy vì sao lại không cầu được chứ? Vì sao các ngài không hiện tiền? E là tâm cầu của bạn không chân, không chân thành. Hoặc là xen tạp tự tư, xen tạp danh lợi, sẽ không có cảm ứng. Nếu không thì không gì là không cảm ứng cả. Nói chung bạn phải tin tưởng. Cho nên người hiện nay nói lại thành thật, vì người không tin Phật quá nhiều. Một ngày từ sớm đến tối ở bên cạnh tôi nhưng không tin. Đây là thật, không phải giả. Họ tin vào vọng tưởng của chính mình. Họ không tin Phật Pháp. Nhiều năm nay tôi gặp rất nhiều nhà ngoại cảm. Họ khích lệ tôi. Nếu nói người xung quanh tôi là đệ tử của tôi thì tôi đã sớm bị thối tâm rồi. Những nhà ngoại cảm này khích lệ tôi. Họ nói thật sự có người theo thầy học. Là ở đâu? Ở trên mạng, ở trước TV.
Thật sự có. Không phải ở bên cạnh Pháp Sư. Bên cạnh Pháp Sư không có ai. Tôi tin tưởng. Còn gì nữa? Nói ra thì người thông thường bảo là mê tín. Thật ra không phải. Linh giới, chúng sanh chính pháp giới đang cùng học tập với chúng ta thành tựu rất nhiều. Điều này tôi tin tưởng. Cho nên mỗi ngày tôi học rất hứng thú. Giảng bài cũng rất phấn khởi. Nguyên nhân là ở chỗ này. Nếu tôi không học tập nghiêm túc thì có lỗi với bản thân, có lỗi với cha mẹ, có lỗi với lão sư. Nếu tôi không giúp người khác, không đem những sở học của tôi giảng cho rõ ràng, giảng cho tường tận thì tôi có lỗi với chúng sanh. Cho nên phải thật là câu hỏi thứ ba, nếu nước ta và thế giới áp dụng ý tưởng bồi dưỡng nhân tài, thánh giáo của sư phụ Thượng Nhân, xây dựng phòng tu hành, 3 năm cắm gốc, 10 năm nhất môn thâm nhập, mỗi ngày ở trên mạng chia sẻ tâm đắc học tập. Thế nhưng nếu người tu học không ở bên cạnh sư phụ Thượng Nhân, thì có phải là ở trong quá trình dạy học khó tránh việc xen tạp ý của chính mình không? Nếu như vậy thì ở trên mạng tâm đắc của người giảng khác nhau sẽ thể hội khác nhau, liệu có gây ra phân dân bất nhất về tri kiến, làm nhiễu loạn đầu óc của người sơ học không? Phải giải quyết như thế nào? Việc này không có cách gì giải quyết. Chỉ có mạnh ai nấy nói, người nghe thì phải có trí huệ để phân biệt. Đây chính là tứ y pháp mà Phật dạy chúng ta. Y pháp bất y nhân, nhất định là lấy kinh điển làm y cứ. Y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, y trí bất y thức. Bạn có thể nắm được giáo huấn này của Phật thì không có vấn đề gì. Điều sợ nhất là dùng cảm tình làm việc. Dùng cảm tình làm việc thì trong đây không thể tránh được sai lầm. Cho nên phải lý trí. Nguyên tắc chỉ đạo chung chính là dạy chúng ta buông xuống, phân biệt chấp trước. Đây là tổng cương lĩnh cao nhất. 16 chữ mà bình thường tôi khuyến khích đồng học, đây là nhập môn. Buông xuống tự tư tự lợi, danh phần lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn. Buông xuống 16 chữ này thì bạn nhập môn. Không buông xuống được 16 chữ này thì chưa thể nhập môn. Chưa nhập môn thì những thứ bạn học tập đi khắp nơi giảng thì là nghe đồn, nói nhảm. Người xưa có đức hạnh này, không dám nói tùy tiện. Đa phần người hiện nay đều rơi vào danh văn lợi dưỡng mà thôi. Vậy thì vẫn phải thọ báo, quả báo. Thế nhưng đã nghe đến Phật Pháp thì luôn có chỗ tốt. Tội báo của họ báo hết rồi, thì hạt giống kim cang này trong Phật Pháp vĩnh viễn không hoại. Sau này gặp duyên chánh Pháp thì vẫn tiếp tục tu tiếp. Nói thật ra những gì chúng ta gặp được trong đời này cũng đều bắt nguồn từ đời đời kiếp kiếp trong quá khứ. Đời này gặp được duyên, không gặp được duyên thì đời sau có duyên sẽ lại tiếp nhận. Là sự việc như vậy. Chân tướng sự thật này bạn phải biết, phải rõ ràng. Nếu không muốn làm việc luân hồi, luân hồi thật sự là đáng sợ, rất khổ, quá phức tạp.
Chúng ta muốn thành tựu ở ngay trong đời hiện tại thì nhất định phải buông cho sạch sẽ những thứ này. Phải biết những duyên này đối với chúng ta mà nói không có chỗ tốt. Chúng ta nhất định phải học nhớ Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật cả ngày của đời đều là khuyên người làm thiện, làm ra tấm gương tốt cho người xem. Không tự tư tự lợi, không có danh văn lợi dưỡng, không tham luyến hưởng thụ ngũ dục lục trần, không tham sân si mạn. Chúng tôi nói 16 chữ này, Ngài không có một chữ nào. Đây là tấm gương rất tốt cho chúng ta xem.